Nếu có một ngày tôi viết được vần thơ, thì vần thơ đầu tiên tôi dành viết về mẹ. Nếu có một ngày tôi viết được lời ca, thì lời ca đầu tiên tôi cũng dành cho mẹ. Viết về người mẹ hiền, viết về người mẹ yêu. Người mẹ của tôi, lòng mẹ biển khơi, đời mẹ vì con nhọc nhằn hằn sâu lên từng nếp trắng. Người mẹ của tôi, tình mẹ vầng dương, đời mẹ vì con tao tần ngày đêm mãi đầu bạc trắng. Mẹ là vần thơ, mẹ là lời ca, mẹ là điều ru ngọt ngào mẹ nâng bước con vào Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô truyền an đại diện cho nhóm từ thiện từ tâm. Kính thưa các nhà hảo tâm, hôm nay tại khóa tu dành cho người khiếm thị tại chùa Thiên Quang, xin phép dành một ít thời gian để nhắc lại những lời Đức Phật dạy để tất cả chúng ta đều được an lành sống trong chánh pháp. Do tâm từ bi và trí tuệ của Đức Phật cho nên Đức Phật không bỏ một ai, không từ nan bất cứ hoàn cảnh nào, nhân duyên nào có thì Đức Phật đều tùy theo đó mà giảng kinh, thuyết pháp. Kính thưa toàn thể hội chúng, Đức Phật từng dạy rằng đời sống này khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Chỉ cần chúng ta đến với người khiếm thị là đã thấy mình may mắn hơn. Khi mình có đôi mắt, mình còn được nhìn thấy cha mẹ, thấy thầy, thấy bạn và thấy các pháp trong cuộc đời. Còn những người khiếm thị, cho dù sống trong hoàn cảnh nào, họ cũng không nhìn thấy. Cuộc đời của họ là trong màn đêm. May thay có chánh pháp giúp cho họ mắt mù nhưng tâm không mù, và đó là niềm hạnh phúc cho những người khiếm thị. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, chương 3 pháp phẩn cúng dường, Đức Phật đã dạy như sau: Này tất cả các hàng đệ tử, này các tỳ kheo, trong cuộc đời này có 3 thiện căn mà công đức rất lớn không thể nghĩ bàn, đưa đến an vui giải thoát, giác ngộ niết bàn. 3 thiện căn đó là gì? Đó là hãy gieo trồng công đức ở Như Lai, đó là hãy gieo trồng công đức nơi chánh pháp, đó là hãy gieo trồng công đức ở nơi thánh chúng. 3 công đức này, đó là những công đức không thể nghĩ bàn, những công đức không thể cùng tận, những công đức rất lớn mà sư muốn nói tất cả chúng ta đang gieo trồng những công đức vô cùng tận ấy. Tại sao là sư nói chúng ta đang gieo trồng công đức lớn? Có người nói con đâu có gì đâu sư, con đi từ xa lên đây, xin sư cho nghe pháp, xin sư cho con quà, con niệm Phật rồi con về, con đâu có gieo trồng được điều gì đâu. Nhưng sư muốn nói các vị đang gieo trồng công đức rất lớn. Bởi vì sao? Đức Phật nói rằng cái công đức rất lớn không thể cùng tận, thứ nhất đó là gieo công đức ở Như Lai. Mà công đức ở Như Lai là gì? Những gì mà liên quan đến pháp lành của Như Lai gọi là công đức ở Như Lai. Cho nên mình chỉ nhìn kỹ
nghe kỹ một chút, mình thấy đời mình hạnh phúc lắm. Sư hạnh phúc khi bây giờ người khiếm thị không còn dùng cái miệng của mình để nói những lời vô nghĩa, những lời cay độc, châm chọc nhau, những lời xấu, lời ác. Mà người khiếm thị dùng cái khẩu của mình đây để niệm Phật, dùng cái tai để nghe Pháp, và dùng cái thân này để làm những việc lành. Các vị đang gieo trồng công đức đối với Như Lai, và công đức đó gọi là gieo trồng thiện căn công đức vô cùng tận. Thứ hai, gieo trồng công đức nơi chánh pháp. Người ta thường nghe tới công đức, người ta nghĩ thì chuyện đi bố thí mới là công đức, đi cúng dường mới là công đức, góp phần là xây chùa, đúc chuông, tạc tượng mới là công đức. Nhưng Đức Phật nói, gieo trồng công đức ở nơi chánh pháp có nghĩa là gì? Là hãy làm đúng theo lời Phật dạy, sống đúng với cái lương tâm, cái tâm từ bi, cái tình yêu thương và ánh sáng của trí tuệ của chánh pháp, là gieo trồng công đức nơi chánh pháp. Chánh pháp là chúng ta phải tin sâu vào nhân quả. Chánh pháp là chúng ta phải thực hành lời Đức Phật dạy. Mà khóa tu nào sư cũng nhắc các vị hết. Người Phật tử tại gia chỉ cần nhớ những điều rất đơn giản thôi mà phước đức không bao giờ có thể hết. Đó là đừng có sát sinh, hại vật, không có gian tham trộm cắp, không tà dâm, đời sống một vợ một chồng đừng làm đau khổ nhau, không có dối trá lừa gạt và không cờ bạc rượu chè. Có năm điều đó thôi là chúng ta đã gieo trồng công đức nơi chánh pháp. Đối với hàng xuất gia có vô số các công việc thiện sự để làm, nhưng mà ở đây sư nói với các vị hàng Phật tử tại gia, nhất là những người khiếm thị, ta mặc chiếc áo tràng đi đến chùa niệm Phật, và thậm chí người không phải đạo Phật đi chăng nữa vẫn giữ gìn năm cái giới đó thì vẫn được phước lành vô tận, giống như lời Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Sống trong chánh pháp đó là các vị ngoài giữ gìn năm giới còn biết bố thí, còn biết cúng dường. Các vị trong hoàn cảnh này lấy gì để bố thí, lấy gì để cúng dường? Có khi mình không có một đồng nào hết, tài sản mình chẳng có gì hết mà vẫn bố thí cúng dường, đó là lời nói lành. Ai có lời nói lành, ai có nụ cười an vui, đó là pháp bố thí đầu tiên. Như vậy ai không biết nói lời lành là đang phá phước của mình. Ai nói lời hung ác, ai nói lời vô lễ, ai nói lời cay độc làm tổn thương người, đó làm tổn phước của mình. Có lần sư bố thí máy nghe pháp, các có vị còn lên nói, thưa sư, hôm nay con xin không nhận quà mà chỉ xin nhận máy nghe pháp thôi, hãy nhường quà cho người khác. Tại sao vậy? Thưa sư, con biết nghe pháp rồi, con thấy Phật pháp rất là quý. Đó là các vị đang sống trong chánh pháp, đó là biết trân trọng giáo pháp của Như Lai, biết trân trọng lời Phật dạy, biết trân trọng những lời mà sư dành thời gian để thuyết giảng cho các vị nghe. Gieo trồng công đức nơi chánh pháp là chúng ta phải biết rằng chúng ta đang gieo trồng các thiện căn làm cho đời sống mình hạnh phúc. Mà ai là người đệ tử Phật phải biết rằng hạnh phúc hay khổ đau là do chính mình. Bởi vì không có một vị trời, một vị Phật nào để cho các vị mưu cá. Không thể nào sắp xếp một sự bất công cho cuộc đời. Cho nên người đôi mắt mù lòa, người thì có đôi mắt quá sáng, quá đẹp, cũng là do nhân, nhân lành trong đời sống họ đã làm, đã tu tập tạo phước trong nhiều kiếp. Khi nào nghĩ đến cái sự khiếm khuyết của mình thì mình đều nhớ phải cố gắng tu, vì đó là cái khiếm khuyết của mình ở trong quá khứ, trong vòng luân hồi mà nay mình phải chịu đôi mắt mù lòa. Đó là chúng ta tin nhân quả. Vận mệnh nằm ngay trong bàn tay ta.
vận mệnh ngay trong cuộc sống của chính ta. Chúng ta sống trong chánh pháp là phải biết ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Cho nên hãy thận trọng trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm. Chúng ta hãy thận trọng. Bởi vì mỗi một ý nghĩ, lời nói, việc làm đều đem đến phước hay là tội. Cho nên hãy cẩn thận. Ta hãy chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình. Chứ ta không được đổ thừa ai. Ta khổ, ta không nói tại trời. Ta buồn, ta không nói tại Phật, tại cha, tại mẹ. Tất cả là do việc làm của tự thân của chúng ta. Nhân thiện mới đem đến quả phước an lành và hạnh phúc. Và hạnh phúc chỉ đến đối với những người biết gieo nhân lành, biết sống đạo đức, biết chia sẻ và biết yêu thương. Thì hạnh phúc sẽ đến với những người đó. Còn những người chỉ biết đây là tôi, đây là của tôi, đây là tài sản của tôi phải ôm, tôi phải giữ. Một cơn gió vô thường đến, không có gì hết. Ra đi hai bàn tay trắng mà cũng chẳng có phước để mang theo. Vì vậy, chúng ta học pháp Phật là không ích kỷ, biết buông xả. Nhưng cái buông ở đây không phải là quay lưng, không cần biết đến ai. Mà buông là bớt cái chấp, cái giữ cho mình. Mình hạnh phúc muốn người khác hạnh phúc. Mình đầy đủ muốn người khác đầy đủ. Cái đó là cái tâm, tâm Phật. Chứ còn không nghĩ cho riêng mình. Mà những người biết nghĩ cho người khác là người đó không bao giờ thiếu. Người đó không bao giờ buồn. Người đó không bao giờ khổ. Tối hôm qua có một người phụ nữ gọi cho sư, gọi 5 lần 7 lượt rồi sư bận, sau đó mới cầm máy thấy cái số điện thoại lạ, mới gọi lại thì cô ấy ở ngoài Thanh Hóa. Cô nói thưa sư, con gọi cho sư là bởi vì con muốn cả hai mẹ con cùng đi quyên sinh mà chết đi. Vì đứa con của con nay 13 tuổi bị bệnh tim nằm một chỗ. Và con đã phải lo cho nó từ lúc mới sanh, nằm trên bàn mổ và 13 năm qua là con phải lo lắng. Từ đút ăn, từ thay tã, thay và tới bây giờ vẫn phải thay tã, thay mền bởi vì nó không ngồi dậy nổi. Mà bây giờ chồng thì bỏ lâu rồi, tiền bạc thì không có, con phải sống nhờ mẹ con. Mà mẹ con năm nay gần 80. Tiền hưu của mẹ con đó, thì nuôi cả hai mẹ con của con. Con thấy đời mình sao mà nó đau khổ và nó vô ích như vậy. Cho nên con gọi cho sư để con thưa với sư rằng ngày mai đây hai mẹ con sẽ lao đầu xuống dòng sông mà chết đi. Thì cái điều đó là không có tội lỗi phải không sư? Thì trước hết là sư phải rời la trước đã. Cái thân này sanh ra trên cuộc đời chưa có làm gì báo hiếu cho cha mẹ. Bây giờ cha mẹ vẫn nuôi mình và nuôi con của mình. Thì mình phải mong cho con mình từ từ không còn là gánh nặng. Và mình cũng có thể làm được một cái gì đó cho mẹ vui. Bằng lời nói, bằng việc làm. Chứ tại sao lại nghĩ mình lao đầu xuống dòng sông, rồi người ta đi tìm xác, rồi bật bà mẹ gần 80 phải chịu cái cảnh ở trong nhà có hai cái quan tài để khóc hay sao? Đó là một điều đại bất hiếu. Người con lúc nào cũng xin được chết sau cha mẹ, chết sau thầy tổ, chết sau sư phụ. Không ai muốn chết liền. Cái đó là sư nói bất hiếu là đầu tiên. Cái thứ hai, chồng cô bỏ cô, con cô đau ốm bệnh tật, trong túi không có một đồng bạc. Ta biết ngay đó là gì? Đó là nhân quả nghiệp báo. Cô tạo nghiệp hàng ngày như vậy. Tâm trí cô mê mờ, cô uống rượu. Rồi đã vậy rồi là nghĩ đến chuyện giết cả con. Cô dám nghĩ bế đứa con lao xuống dòng sông là giết con mình. Rồi cô giết con của mẹ cô. Đó là cô. Cho nên cô đang làm các ác nghiệp cả. Uống rượu nhá, giết con nhá, rồi giết con của mẹ nhá. Rồi là nói những điều vô nghĩa. Trong khi đó tất cả những gì trong đời sống này đều là quả báo, là nghiệp của tự thân. Cho nên nhà cô có thờ Phật không? Cô bảo nhà con sát bên cái chùa. Thế tại sao mà con không
qua chùa sám hối lễ Phật công quả. Bảo dạ có, con có làm, con có nghe pháp của sư nữa, con mới biết số điện thoại, tìm cho ra số để mà gọi cho sư. Nói nghe pháp đi chùa mà tại sao uống rượu, nghe pháp đi chùa mà tại sao muốn giết con, là cô chưa nghe gì hết, cô chưa thực hành và chưa hiểu gì hết. Cho nên bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời phải nói đến tội lỗi của ta trước. Mà nhà Phật có pháp sám hối. Còn trong đạo Thiên Chúa có một câu gì? Lỗi tại tôi mọi đàng. Lúc nào phải quay lại nhìn tự thân mình, nghiệp gì mà nặng như vậy. Thì mình phải sám hối là cái điều trước hết. Phải ăn năn những cái quả báo, những cái nhân xấu ác mình đã gieo tạo từ trong quá khứ. Nên lấy chồng thì chồng bỏ, có con thì chết không ra chết, sống không ra sống, nằm oặt oẹo mười mấy năm trời. Có mẹ thì mẹ phải nuôi mình, mình chẳng có báo hiếu mẹ được một ngày nào. Xét cho cùng, một người phụ nữ như vậy, nghiệp quá nặng, phải lo thành tâm mà sám hối, rồi làm tốt nhất cho con mình, làm tốt nhất cho mẹ mình. Không tiền thì có lời nói, có việc làm. Chẳng lẽ không nấu được bữa cơm cho mẹ ăn, chẳng lẽ không quét được cái nhà, chẳng lẽ không hỏi được một câu rằng mẹ có khỏe không? Con xin lỗi mẹ, vì nghiệp con quá nặng mà mẹ phải cưu mang cả con và cả cháu. Con cũng mong cái nghiệp này nó sớm qua đi để mà con đền đáp công ơn mẹ. Sao mình không nói được một câu? Sư nói như vậy có đúng không các vị? Đó, chúng ta muốn sống trong chánh pháp là mình phải hiểu mình sống như thế nào. Chứ phạm sát sinh, hại vật, gian tham, trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu che, cơ bạc là sống trong tà pháp. Kế đến muốn gieo cái thiện căn đối với các bậc thánh, gieo thiện căn đối với Như Lai, gieo thiện căn đối với chánh pháp, là chúng ta phải luôn luôn chánh niệm trong ý nghĩ, trong lời nói, việc làm. Cho nên hạnh phúc là khi giữa đổi thay, lắng yên trọn vẹn phút giây này, ngắm bình minh đến hoàng hôn lại, thả hết ưu phiền theo khói bay. Đó là chúng ta sống trong chánh pháp, gieo nhân với Như Lai, gieo nhân với chánh pháp, gieo nhân với thánh hiền. Và bây giờ một cái câu chuyện cuối cùng, bởi vì các vị đang sống đời sống tại gia, cái người mà các vị phải gặp hàng ngày đó, sống hàng ngày, đó là vợ của các vị, đó là chồng của các vị, đó là người bạn đời của các vị, là người mà các vị đang sống bên cạnh hàng ngày. Vẫn có cái chánh pháp để sống với vợ, vẫn có chánh pháp để sống với chồng, chứ không phải về chùa mới có chánh pháp. Thì sư từng đọc câu chuyện về chiếc lược và cái đồng hồ. Hai vợ chồng nghèo, người vợ nói anh ơi, tóc em dài đẹp như vậy mà cái lược nó gãy từ lâu rồi, anh mua cho em cái lược. Người chồng mới nói anh có cái đồng hồ mà cái dây nó hư, cứ phải bỏ vô túi mà không đeo được trên tay, vì cũng chẳng có dư tiền mà mua cái dây đồng hồ, lấy tiền đâu mua cái lược. Tuy là nói như vậy nhưng mà người chồng đã đi bán cái đồng hồ để có tiền mà mua cái lược, mua ít đồ cho vợ. Thương vợ quá, vợ sống với mình mà nghèo mà khổ như vậy, cho nên hy sinh cái mà mình quý là cái mặt đồng hồ bán đi, rồi là để mua cái lược và một ít đồ cho vợ. Còn người vợ nghe chồng nói như vậy cũng muốn khóc. Chồng mình cực khổ làm ra đồng tiền mà cái đồng hồ cũng không có cái dây tử tế mà đeo. Cho nên cô cắt cái mái tóc bán đi, rồi cô lấy cái tiền bán tóc, cô mua cho ông chồng cái dây đồng hồ. Chiều hôm đó, người vợ đem về cái dây đồng hồ, còn người chồng thì đem về cái lược. Nhưng mà tóc có còn không? Dạ. Đồng hồ có còn không? Dạ. Đó. Nhưng mà hai người đó sẽ vui hay buồn? Vui. Sao vui? À, biết hiểu cho nhau mà vui. Đúng rồi, cho tràng pháo tay. Vậy nhưng mà có người chửi nhau à? Mua xong nói tôi hả? À, đây là biết hiểu cho nhau nên vui. Và
cái dây đồng hồ giữ làm kỷ niệm, mất cái đồng hồ rồi. Cái lược thì thôi chải tóc ngắn thay vì chải tóc dài. Nhưng mà họ thấy rằng họ hạnh phúc vì hai người biết nghĩ đến nhau trong một hoàn cảnh nghèo khổ, khó khăn. Các vị cũng phải biết yêu thương nhau, hiểu cho nhau như vậy. Đó là một cái câu chuyện quá đẹp về tình nghĩa vợ chồng. Câu chuyện đó nhắc chúng ta khi chung sống với nhau phải biết vợ với chồng là nhân duyên từ muôn kiếp. Hãy trân quý, bởi vì vợ chồng không chỉ gặp nhau kiếp này đâu. Có dù kiếp sau các vị có tu chăng nữa rồi cũng sẽ gặp. Gặp cách này, gặp cách khác. Cho nên khi là vợ chồng hãy sống tốt với nhau. Vợ chồng là nhân duyên từ muôn kiếp nên sẽ còn gặp nhau rất nhiều. Những cặp vợ chồng sống chung thủy đến khi răng long đầu bạc, đó cũng là thiện căn trong tình nghĩa vợ chồng. Chúng ta thấy mình đang có một gia đình hạnh phúc. Chồng đi làm về, chia sẻ đồng tiền với vợ. Vợ chia sẻ với chồng về cách dạy con. Hai người có thể ngồi bên nhau ăn cơm. Có con, có cái giữa cái thế kỷ 21 điện tử thông minh này là các vị quá hạnh phúc rồi. Bây giờ khó có cái cảnh vợ chồng cùng ngồi ăn trong một cái bàn cơm nói chuyện với nhau lắm. Ai cũng bận hết, ai cũng một cái điện thoại hết. Phải sống với nhau trọn vẹn, phải chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh. Những điều này nếu chúng ta ích kỷ, ăn hiếp vợ, ăn hiếp chồng, xem thường người bạn đời, thì trong nẻo luân hồi chúng ta gặp lại sẽ gặp nhiều cảnh khổ đau. Đức Phật dạy về đạo vợ chồng trong kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt, trường bộ kinh, có 5 cách người chồng phải đối xử với vợ. Thứ nhất, dù đó là vợ mình nhưng mình kính trọng vợ. Thứ hai, không làm tổn thương vợ. Thứ ba, chung thủy. Thứ tư, hãy giao quyền quán xuyến cho vợ. Thứ năm, quan tâm đến y phục nữ trang cho vợ. Đức Phật dạy như thế. Thế thì kính trọng vợ có nghĩa là ngày xưa quen nhau kính trọng như thế nào, bây giờ sống cho đến lớn tuổi rồi đến già vẫn kính trọng. Chứ bắt đầu yêu nhau thì anh em, vậy về sống chung là mày tao mi tớ, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đó là đã là không chánh pháp, tà pháp. Rồi thứ hai là không làm tổn thương vợ, là các vị đừng bao giờ chửi bới, dùng cái miệng chửi bới vợ con, chửi bới cha mẹ, sỉ vả gia đình bên vợ, đó là tổn thương vợ. Các vị đánh cũng không đau bằng các vị chửi cha mẹ của người vợ mình. Còn những câu kinh khủng, và đó là tổn thương người vợ của mình. Thứ ba là phải sống chung thủy. Nếu mà mình không chung thủy thì kiếp này như vậy, chứ kiếp sau đó hả, mình không có một cái người vợ, người chồng nào tử tế với mình đâu nhé. Thứ tư là giao quyền quán xuyến cho vợ, nghĩa là có những người chồng đó rất là hà tiện, nghĩa là quản lý từng chai nước tương, nước mắm, từng cái hột muối, mặc chi chít từng đồng bạc đi chợ, kiểm tra từng ly từng tí, chứ không tin vợ. Thì Đức Phật cũng nói cái điều đó không tốt. Người chồng phải rộng lượng, người chồng phải tin tưởng, giao quyền. Thì người vợ phải như thế nào để xứng đáng với cái niềm tin của người chồng? Và cuối cùng là Đức Phật còn dạy người chồng phải quan tâm đến y phục, đến nữ trang của người vợ. Phải nói cái người khiếm thị của mình nó không có đeo nữ trang. Có đeo chăng là đeo cái chuỗi thôi. Có phải vậy không? Cho nên phải quan tâm cái quần áo của em, của anh có lành lặn không. Chứ nữ trang là mình không đeo rồi, cùng lắm là có đeo cái nhẫn là cùng, có người đâu có đeo gì đâu. Bởi vì thứ nhất, người khiếm thị hoàn cảnh thiếu thốn. Thứ hai, do mất một căn là đôi mắt cho nên họ không quan trọng về cái nữ trang ở bên ngoài. Mà Đức Phật biết như vậy nên nói người chồng chịu khó quan tâm đó, cái y phục, cái nữ trang của vợ. Ở bên Ấn Độ, một cái ngày đám cưới của một cô dâu á, nữ trang họ đeo có thể mười mấy kilo. Nào tay, hai tay đeo tới gần nách luôn. Rồi là đeo trên chân, cổ chân, rồi mũi, rồi tóc tai, rồi lỗ tai, tất cả đều rất là nặng. Tất cả hồi môn phải đeo hết lên trên người. Như vậy những cái người phụ nữ nghèo thì sao? Họ có đeo không các vị? Đeo các vị ơi, đám cưới mà, đeo đồ giả, phải đeo.
Cho nên ở bên Ấn Độ, các cửa hàng nữ trang đồ giả rất nhiều, vì dân nghèo của Ấn Độ rất nhiều. Đông cũng gọi loại là đông nhất nhì trên thế giới. Giàu cũng nhất ở Ấn Độ mà nghèo nhất cũng Ấn Độ. Nhưng mà họ vẫn hạnh phúc. Họ đâu có thiết nghĩ là đồ thật đồ giả gì đâu. Vui là được rồi, hạnh phúc là được rồi. Vợ chồng cũng phải biết quan tâm đến nhau. Quan tâm, nó khác là đắm say trong ái dục. Quan tâm đến nhau, hiểu cho nhau, chia sẻ cho nhau. Năm cách người vợ phải đối với chồng. Đó là người chồng kính trọng mình thì người vợ cũng kính trọng chồng. Luôn biết bổn phận của mình là vợ và kính trọng chồng là điều thứ nhất. Thứ hai, phải khéo léo đón tiếp dòng họ bên chồng như bên mình. Điều thứ ba cũng chung thủy. Điều thứ tư, người chồng đã giao phó cho mình quản lý thì mình cũng phải biết khéo chi thu cái đồng tiền mình có. Bây giờ qua đại dịch rồi càng phải biết khéo chi thu, vì không biết ngày mai cái gì xảy ra. Cho nên càng phải biết khéo léo chi thu tài sản không hoang phí. Để cho chồng yêu thương là mình phải gọn gàng, sạch sẽ, tháo vát nhanh nhẹn. Thì Đức Phật dạy như thế, các vị nghe rõ chưa nào? Đức Thế Tôn dạy, vợ chồng biết chung thủy, chung sống với nhau, có trách nhiệm, biết tu tập cùng nhau thì đời sống đó chắc chắn là có hạnh phúc. Như vậy, hôm nay sư nhắc cách sống trong chánh pháp, không chỉ phải ở chùa mà ngay trong gia đình các vị cũng phải xem lại thái độ sống đối với người bạn đời của mình. Thì hôm nay như vậy chưa biết ngày mai ra sao. Kiếp sau mình gặp một cái người chồng, người vợ mà không có trọn tình, trọn nghĩa với mình, mà ăn hiếp mình, mà đánh đập mình, rồi mình mới đau khổ thì đã muộn rồi. Cho nên hãy trân trọng người bạn đời của mình. Đó là Đức Phật dạy đạo nghĩa trong đời sống vợ chồng. Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi, một người muốn tạo ra phước báo thì phải có ba pháp cúng dường. Thứ nhất là mình phải có khả năng, có tịnh tài, tịnh vật để cúng dường. Nghĩa là mình có phước đó, mình có của ăn, của mặc, rồi mình có để đi cúng dường bố thí. Thì cái đầu tiên là mình có phước để có tài, có vật đi cúng dường. Đó là cái pháp đầu tiên. Thứ hai, phải có cái đối tượng để nhận của cúng dường của mình. Chẳng hạn như cúng dường tăng ni thì phải có chư tăng, chư ni. Các vị muốn bố thí, phải có đối tượng cho mình bố thí. Như vậy phải nhờ có họ mình mới làm cái việc thiện được. Vì mình khi mình tặng cho họ, mình phải cảm ơn họ. Bởi vì có các vị, tôi mới làm được cái việc phước thiện này. Tôi cũng xin cảm ơn các vị đã ngồi đây và nhận của cúng dường bố thí của tôi. Hai pháp. Pháp thứ nhất là có tài vật cúng dường, có phước báo để cúng dường. Thứ hai là có đối tượng để nhận của cúng dường. Cái thứ ba, người thiện nam tín nữ phải có mặt cúng dường với tất cả tấm lòng trân trọng và niềm tin. Ba pháp đó mới đầy đủ công đức. Cho nên đó là những điều đơn giản mà hôm nay sư gửi đến các vị. Chúng ta làm được những điều đó gọi là vun bồi cội phước, chứ không phải ngửa tay để xin ai. Không ai cho mình mãi được, mình phải tạo. Tạo trong hoàn cảnh của mình, tạo trong cuộc sống của mình. Sống phải làm việc thiện mà không mong đợi gì. Việc thiện giúp tâm sáng, hỷ xả và từ bi. Bi là giúp người khác thoát nỗi khổ cuộc đời. Từ đem niềm vui đến cho tất cả muôn người. Làm việc thiện chủ yếu là bố thí cúng dường, không tính toan vụ lợi, trọn vẹn tình yêu thương. Bố thí là gieo thiện, gieo mầm đức sau này, người gieo hái quả phước từ việc làm hôm nay. Bố thí không nhất thiết giá trị lớn hay nhiều để cúng dường tam bảo và giúp đỡ người nghèo. Phật dạy giúp kẻ khó trong cuộc sống đời thường là việc làm kính Phật, cũng một dạng cúng dường. Bố thí phổ biến nhất là cho tiền, thức ăn, tức tài thí, vật thí.
nhưng đáng quý và rất cần và quan trọng hơn cả, đó chính là pháp thí. Giúp người khác cùng hiểu, tu theo Phật Pháp Tăng, xa lánh những điều ác, giúp thiện hạt nảy mầm, sống an lành, hạnh phúc trong chánh pháp Như Lai. Đó là lý do tại sao chúng ta nhận tài vật mà chúng ta phải nhận cả pháp thí. Vì đó là pháp bố thí cao thượng nhất, nhiều phước báo nhất cho cả người nhận cũng như người ban. Vì vậy, hôm nay tất cả chúng ta tri ân nhau, cảm ơn nhau để giúp nhau làm các thiện nguyện trong cuộc đời. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một nén hương tâm thành thấp dần lên đài sen, uy ngưỡng nơn vô lượng của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã khai con đường trí tuệ và từ bi, độ chúng sanh nhân loại thoát luân hồi tử si. Vì lòng đại bi nên Ngài quyết tâm lặng thầm ra đi vô rừng xuất gia, tìm mọi nguyên nhân sanh diệt khổ đau, cội Bồ Đề làm nơi nương náu. Thiền định công phu đến một xóm kia, đạo bằng bừng khai giác ngộ lý chân, Phật đạo Như Lai viên thành tỏa lan, nhiệm màu thầy chân lý Phật đà, hạnh phúc thay nhân loại có con đường Phật pháp. Nào những ai con Phật hãy bền lòng tiến tu, mau xóa bao mê lầm, phát tâm hành từ bi, hoằng hóa cho muôn loài đến được cửa chân như. Một nén hương tâm thành thấp dần lên đài sen, uy ngưỡng nơn vô lượng của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã khai con đường trí tuệ và từ bi, độ chúng sanh nhân loại